Cửa hàng siêu xe của Phan Công Khanh bị công an xử phạt chỉ sau một ngày khai trương. Vừa qua, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến đường trên địa bàn. Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện cửa hàng kinh doanh ô tô K Super có 6 ô tô đậu trên vỉa hè. Các siêu xe này đậu kín và chiếm trọn vỉa hè của người đi bộ. Ngay lập tức, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt đối với đại diện của cửa hàng K Super về hành vi đỗ để xe ở hè phố với tổng số tiền phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu cơ sở này không tái phạm. Được biết, cửa hàng kinh doanh siêu xe K Super của Phan Công Khanh vừa mới khai trương hôm 8 tháng 6 với sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám.